Kính chào quý vị, hôm nay thứ Hai ngày 14 tháng 12 năm 2020, kính mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phường Quốc gia Côn Đảo đã chính thức được công nhận là một thành viên của mạng lưới bảo tồn rùa biển vùng Ấn Độ Dương và Đông Nam Á, trở thành thành viên thứ 11 của mạng lưới này. Nhiều tổ chức đã hợp tác cùng Vương quốc gia Côn Đảo để bảo vệ các loài rùa biển một cách hiệu quả, như Six Sense Côn Đảo đã xây dựng một khu ấp trứng Let's Get Cracking và từ lâu đã là ngôi nhà trên cạn của nhiều chú rùa con mới nở. 43 tổ được chuyển đến để chăm sóc tại khu nghỉ dưỡng và hơn 2.000 rùa con đã được thả về biển. 3 năm qua, đã có 173 tổ với 7.860 rùa con được ấp nở thành công, đạt tỷ lệ 80%. Với cam kết phát triển bền vững cùng những nghĩa vụ với môi trường và cộng đồng, Six Sense Côn Đảo xây dựng những kế hoạch lâu dài nhằm khôi phục môi trường tự nhiên xung quanh về với tình trạng nguyên sơ, cùng lúc mang đến những trải nghiệm ý nghĩa và tuyệt vời dành cho du khách khi kết nối du khách với thiên nhiên và thế giới xung quanh từ những chú rùa biển quý giá.